Tam thầy a di đà thầy cao tăng cơ 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 di đà thầy c
Nam Quốc Bình Định Tân Quy Phước Hiệp Phước Thiện Xã Bình Thái Thôn. Kính cáo thiên nhiên đương cai thái tối thiên đức tôn thập kiệu vương hà thiện tam thập lục phương hà bình kính bái hương linh cổ tánh thôn Bình Thái xã Phước Thuận huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định nước Việt Nam từ trong ngày 1 tháng giêng năm Tân Sửu hướng dương 32 tuổi kính mãn thọ quan hưởng giáp lực thần tốt phần hồn ngàn dữ phần xác vô chinh phục phát danh bản thân gửi lại chúng tiền tân về nơi hương linh về nơi nghỉ điền thu tự tại về quê nhà thôn Bình Thái xã Phước Thuận huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định nước Việt Nam kính cáo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đi lại. Đi. 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 Đi.
dân phòng bắt tin này di lên cầu ra quyền phòng trật tự nha. Chào mấy anh em, chào mấy anh em. Thank you.
Mình đánh rồi. Chừng 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 chừ
Xem đẻ rồi đẻ rồi. Bốn cái này đâu. Chính bảo quầy này chứ bị vô đá mới cầm. Không phải giờ luôn rồi. Làm tốt, 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 làm tốt
Lát này bà xuống dưới đây mẹ. Thần nào ngắn 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 ngắn
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư Di Đà. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư Di Đà Phật. Tăng Bà Đăng Na Ngã La Bà Lô Di Lớn Đăng Bà Nam Bà Nam Mô Đăng Bà La Bà Lô Di Lớn Đăng Bà Nam Bà Nam Mô 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 Đăng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.